phải mới và phải là một cái trending dài hạn luôn, chứ không phải là một, chỉ là một hai tháng thì bỏ. Nghĩa là ví dụ như là giống như Dota Mad Fuck hoặc là một cái gì đó mà của riêng cái kênh bạn. Còn nếu như mà cast đơn thuần như vậy không á thì mình nghĩ là rất khó để thắng được hai ba rì tiếp thời điểm hiện tại. Nói chung là cần vốn. Bây giờ người chơi Dota cái quan trọng là cái thời gian mà Build Build Studio ra, rồi bỏ qua cái chuyện fanpage của game này chút đi, thì mình nói một chút là cái thời gian mà Build Build Studio rồi xong rồi tới HUYA á, là thời gian đó lúc đó mấy ổng, ngay cả mình nữa, lúc đó là còn đi học, đơn giản là còn đi học, xong rồi có thể là ok mình có thể bỏ thời gian ra mình chơi hát cái chuyện đó, mình có tiền của gia đình. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là ông nào cũng phải đi làm, ông nào cũng phải tự lực cánh sinh, thì thời gian của họ mà bỏ ra để mà dành cho Dota, để dành cho một cái studio á, không kiếm ra được tiền nó sẽ không còn nữa, thì ai đâu có ai ngu đâu mà bỏ thời gian nó ra làm vì đồng tiền hết, vì miếng cơm manh áo, thì rõ ràng là rất là khó để mà bắt buộc người ta phải theo đuổi và sống được với đam mê nó mới theo đuổi được. Như là chuyện Build Ban hoặc là chuyện HUYA không còn các Dota, hoặc là tất cả mọi thứ đều không chắc được ai hết, cạnh tranh không lại. Cạnh tranh không lại, không kiếm được tiền, chấp nhận một chuyện là bạn phải từ bỏ nó để mà đi theo cái gì đó kiếm ra tiền thôi. Dota đại khái là nếu nếu như mà mình thì bị một cái là mình vào sâu, nghĩa là mình tính ra là cái mảng stream và cast Dota 2 này mình tính ra là người mới luôn á, hoàn toàn là mới vào sâu cho nên mình không có tiếng nói. Nếu được, nếu mà được thì Dota là bây giờ qua Canada sắp tới sẽ có một content mới, nếu như mà được á thì kênh Next Gen sẽ có một chút gì đó đổi khác. Nhưng mà Dota quan trọng là bây giờ Canada anh Long, mình nói trắng ra là anh Long ảnh cũng không biết là ảnh có theo được, nghĩa là làm một cái gì đó hay không. Một mình anh Long thì hơi khó, một mình anh Long thật sự là một media thì rất khó để mà có thể thay đổi được một cái gì đó. Và một studio mạnh á là phải có media mạnh, còn không thì cực kỳ. Mình có theo hai ba nhóm để làm việc rồi nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có nhóm nào gọi là mình, trước khi mà vào Next Gen thì mình cũng có theo một nhóm và cũng muốn mở ra một studio khác nhưng mà rốt cuộc thì cũng không được. Bây giờ vào Next Gen thì mọi chuyện nó cứ như vậy, nó cứ tàn như vậy, thì khoảng một thời gian nữa khi mà nhà đầu tư họ không còn hứng nữa, họ tất cả các kiểu thì chắc cũng là sẽ là nghỉ. Nên là khó lắm. Nói chung là để cạnh tranh với hai ba thì tiếp gần như là không thể, trừ khi mà bạn phải cực kỳ mạnh về vốn, bạn chấp nhận là bạn bỏ tiền ra, bạn đầu tư cho các đầu tư cho studio, làm tất cả mọi thứ, làm giải, làm media, rồi clip, rồi thậm chí là cả mọi bất kể mà bạn không thu lại lợi nhuận, nghĩa là chấp nhận không thu lại lợi nhuận trong vòng từ 3 đến 4 tháng. Nếu như mà cảm thấy làm được như vậy thì may ra sẽ có một kênh nào đó mà gọi là có khả năng đánh bại được hai ba rỉ tiếp ở thời điểm hiện tại, còn lại thì cực kỳ khó. Vì view hai ba rỉ tiếp là view ổn định rồi, còn view mình á đơn thuần chỉ là bây giờ hai ba rỉ tiếp không cáp YouTube thì mình mới có lên được 300 400, hoặc là Bota thì từ trước là Bota anh có fan rồi, ảnh lên cáp thì lên được 500 600 gì đó, nhưng mà để mà lên cỡ tầm 2 3 ngàn view thì rất là khó. Có một đội mà mình đội ngũ mà mình cảm thấy bây giờ đang làm đúng hướng, nếu như mà làm đúng hướng đó là Viking Esports. Họ kiếm được streamer, họ kiếm được một streamer có nhiều fan là Misa. Mỗi lần Misa stream thì bây giờ nhiều lắm, nhiều nhất thì cũng là lên tới hơn 3 ngàn, và bình thường không đã là 1 ngàn view chỉ là stream Dota thôi. Và cái đó là một điều mình cảm thấy rất thực sự hơi bất ngờ, tại vì mình không nghĩ là có ở Việt Nam mình sẽ có nhiều người xem, chỉ là đơn thuần là xem stream như vậy. Nếu như mà nhiều cái đầu mối đó mà gom về được á thì nó lại khác. Không biết là Viking họ sẽ theo được tới bao lâu, tùy thôi. Cách làm của Viking là đúng, cách làm của Viking là đúng, nhưng mà để cạnh tranh về mảng cách Dota so với lại hai ba rưỡi tiếp và cùng một khu vực là khu vực Hà Nội thì lại khó. Choose your hero, my good friend.
lúc mà Bota gắp Na'Vi lên 2-3k là lúc đó là 2-3 rồi tiếp họ không cách mấy trận đó. Fan Na'Vi thì nhiều. Ok, bỏ qua vấn đề đó đi. Nói chung là dẹp ba cái chuyện đó đi. Thật ra thì mình cũng không biết nói sao cho chuẩn xác, nhưng mà đại khái là mình cũng đại khái là lực thì không đủ, phải có một ông nào đó đại gia và cực kỳ yêu thích mảng stream này đầu tư vào thì may ra sẽ có một studio ở miền Nam đủ sức để mà cạnh tranh với 2-3 rồi tiếp, và rõ ràng là sẽ không một một mảng content về Dota 2 không là không đủ và sẽ cần nhiều thứ khác để mà có thể làm nên một studio mạnh được. Vốn phải có, người phải có, rồi ý tưởng phải có, tất cả mọi thứ nó phải đổ dồn về. Và cái việc đó thì 2-3 rồi tiếp họ đang là người dẫn đầu và mình chấp nhận là họ làm tốt. Thật sự là mình chấp nhận là họ làm tốt. Và cái câu chuyện stream của mình thì nó cũng dài lắm. Đầu tiên là mình xin vô HOG không được. Xong rồi mình có xin qua NetGen, họ cũng không nhận. Lúc đầu á, mình có xin qua NetGen không nhận. Xong rồi mình làm Snipe với anh Thỏ lấy kinh nghiệm. Đại khái là anh Thỏ anh cũng khá là dễ, nghĩa là anh cho mình vô xong rồi chỉ cách rồi cái kiểu là đẻo thì mình tự mình quản lý kênh, mình cách mấy nhà. Mấy bữa trước mình cũng cách mấy nhà, bạn nào có like thì hôm kia mình có cách mấy nhà. Thì cũng làm với anh Thỏ một thời gian các kiểu là đẻo xong rồi cũng ao, tại vì đơn thuần là nay họ hoạt động trên tinh thần for fun nhiều quá và không kéo dài được. Xong rồi mình có cái đợt mà 2-3 rồi để tiếp tuyển người á, cái đợt mà 307 đúng không nè, 307 về Tuno vô á là mình có xin, mình khẳng định là mình không phải là nói gì, mình có xin và mình vào cái vòng đại khái là qua cái vòng loại rồi, cái vòng mà sau đó phải phỏng vấn qua webcam các kiểu, thì đơn thuần là mình là người ở thành phố Hồ Chí Minh thì phỏng vấn qua webcam cái vòng mà cuối cùng để quyết định xem là ai là người vào, còn khoảng 10 ông á thì mình có phỏng vấn online trực tiếp, online ở đó chứ không phải là trực tiếp, phỏng vấn online rồi sau rồi cuối cùng thì 2-3 rồi tiếp họ quyết định là không tuyển người ở miền Nam nữa rồi, thì mình chuyển qua bên NetGen làm. NetGen làm đợt nào đợt CV gửi vào thì có một mình à, lúc NetGen tuyển thì có một mình. Lương lậu thì nói mình nói trắng là lương lậu không có bao nhiêu đâu, các bạn đừng có nghĩ là làm ở đây thì có lương, mình gọi là nói trắng là 3 tháng 3 triệu á, 3 tháng vừa rồi mình làm thì mình kiếm được 3 triệu thẳng thắn là vậy luôn, không phải che giấu gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua về chuyện đó thì cùng đến với game đấu giữa Empire và Mineki. Bật nhạc game cái hình như nhạc game mất rồi. Ok. Một trận đấu khá là quan trọng ngày hôm nay, mình cũng thích coi các team C đánh, đặc biệt Mineki hoặc là Mineki thì mình thích hơn so với mình thích Mineki và TNC. Bây giờ chúng ta cùng xem là liệu là Mineki họ có làm một điều kỳ tích không. Mình rất mong đợi là Mineki họ thắng được một Minor và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng ở C không phải là vùng trũng, nghĩa là C giống như vùng trũng của Dota không thể nào cạnh tranh lại so với khu vực châu Âu hoặc là Trung Quốc, là châu Mỹ các kiểu. Mình tin tưởng là Mineki sẽ làm lên một điều gì đó, thậm chí cả TNC nữa. TNC dạo này đang trở nên càng ngày càng mạnh. Và điểm qua về đội hình của cả hai team thì bên phía của Mineki họ có cho mình đó là bây giờ thì trói lại Mivotka mà mình nghĩ cũng hơi khó để giết được, đang cố gắng body block ra của ICICI. Thì bên phía của Mineki họ có Naga được cầm bởi Zap, ICICI là người cầm Nid Assassin, Mushi, Phantom Lancer, Ninja Buggy, Yakiro, Moon là người cầm Mirana. Vậy là Mirana sẽ là hero đi bích, lineup khá là sáng tạo từ phía của Mineki. FN này thì hóa form ăn round vào đầu. Trong khi đó thì Empire họ có mình Disruptor được cầm bởi Mivoka, Gotthic, NB, Yuki, Sanken, FN, TB và Nid. Đây là một standing mới của Empire mà mình không biết thành viên này, thực sự là không biết. Là người cầm Weaver và đánh ở vị trí carry. À không, đúng rồi. Weaver carry đi xếp lane các kiểu là đẻo NB có tích, anh sẽ lọt lane Mushi BL. Mình kia ăn một Miner rồi hả? Sao mình không nhớ ta? Chắc là em 3 giờ tầm tay 3, tay 2, tay 3 nằm giữa giữa đó. Này sai hơi thốn rồi, bị kẹt trong này luôn.
chọc stun chắc chắn là ra chết rồi, cho dù có bỡ gai ra thì cũng phải nằm, cố gắng bỡ gai ra bấm stick các kiểu mà rõ ràng là không thể nào thoát được. Tại sao lại chui vào cái hốc này mà đứng một mình như vậy? Thì phất lết sẽ dành cho Weaver một màn khá dễ dàng cho anh, khi mà chỉ cần đứng bắn thôi, rõ ràng là sai sai không thể nào chạy ra được trong cái khu vực này rồi. Không hiểu tại sao anh đi chui vào đây cho rip nó block chơi. Hay đọc chat, sorry, mất một kill rồi. TB mà đẩy ra mất đi Mirana cũng hơi khổ một chút. Đơn thuần là Mirana là một trong những hero Agi có lượng Agi tăng rất là cao, 3.2, chưa kể là animation bắn cũng tốt, có thêm cả là round rồi. Trói lại rồi, round vào, combo rất khó chịu, đi vào thả sao cái nhẹ thôi. Thả sao thứ hai là rớt vào đầu của TB chứ không phải là rớt vào đầu của Yuki. Mà Yuki chắc là một bắn với theo sẽ chết, Naga cũng không cần phải dí theo trong tình huống đó để làm gì cả. Và như vậy là Moon anh có được cái mạng của Yuki. Combo rất đơn thuần, trói lại nhẹ nhàng của Naga, round vào Mirana, sau đó đi vào thả sao, leap lên các kiểu là điệu dí theo bắn. Và rõ ràng rất dễ để mà kết thúc được mạng của bất cứ hero nào muốn ram gun ra ở mid, thậm chí là cả TB đều có thể giết được. Trong khi đó thì lane của Aisai, Nick Aisin không phải là một hero of lane mà đánh giá quá cao. Đơn thuần vì đầu tiên là cái khả năng harass của nó, đơn thuần chỉ là harass bằng cái chọc stun. Mà chọc stun này của Nick Aisin là một skill khá là tương đối khó trúng. Thêm nữa là đi với nó là một con Weaver, mà Weaver thì rõ ràng rất khó để mà Nick Aisin có thể hãm được lượng farm của nó hoặc là làm gì đó để mà có thể giết được Weaver. Nên là đơn thuần Aisai anh chị đứng đây hết level, lấy được item cần thiết là đủ mở ra nó rất tốt. Của Aesai tránh cái việc mà Weaver tiếp cận Vivorka, thậm chí còn không muốn đánh để mà phá bình mana nữa. Trong khi đó trên top Minaki, Ninja Bugi, anh là người kết thúc được cái mạng của Gotit đây đi ở cái lane này rồi. Cần phải cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là phía đối phương họ có những skill áp sát tốt, và anh phải canh làm sao đó và chừa được cho mình đó là cái skill teleport để mà tránh cái việc mà đối phương tiếp cận để teleport về nhà được. Thằng Coolman bớt so sánh game đi bay. Thật ra thì ai chả biết được là LOL ở Việt Nam phát triển hơn nhiều so với Dota. Bây giờ là có xịt lửa vào. Này thì không còn TP, TP ra lane để làm gì? Không có teleport và NB anh phải nằm xuống. Trong khi đó Yuki anh TP lên. Bây giờ là có phủi khói. Thật ra thì không có sen. Tất cả mọi người đều không có sen, cố gắng phun lửa vào. Nhưng mà đây chỉ là mới là skill 1 level 2 thôi. Thật ra rất khó để mà làm gì được một con SK đang phủi cát đó. TB cũng tương tự như vậy, có form thì có thể cố gắng đi lên lát hít, nhưng mà TB đang lát hít rất nhiều bằng một phép thần kỳ nào đó. TB của FN anh có với mình 27 lát hít, trong khi Mirana đang rất thọt, chỉ có 15 lát hít thôi. Bây giờ giáp đang di chuyển ra, Mirana sẵn sàng cho mình, đó là rao gì nhảm ghê mày. Chỉ cần đi lên thả sao thôi, không cần nhất thiết là phải combo bài bản như vậy, khi mà đó là một pha phân bóng ra và dùng cái bóng để mà né rao rất tốt của TB trong tình huống vừa rồi. Mirana cũng muốn đánh hơi sắp vỡ trong tình huống đó, khi mà rõ ràng bây giờ thì anh bị chọc tên rồi, anh vẫn còn chặt clip cho mình, sẽ là clip đi về thôi. Ra thì cũng khá là thốn, Yuki tuy nhiên là không có skill 3 cho mình, không có bất cứ một điểm nào nếu mà có skill 3 trong tình huống vừa rồi, còn harass máu thốn hơn vào mặt của Moon nữa. Chói lại được giáp, giáp anh bị giật xét vào đầu, bị cái chói giữ lại. Tuy nhiên thì lượng máu anh cũng còn là khá nhiều. Cố gắng chọc stun, cố gắng đấm tay, body block các kiểu. Mình nghĩ là giáp khả năng cao có thể nằm lại. Đâu đó thì Musi anh đã có cái mạng của Gotit một lần nữa trên top. Naga support chứ gì đây? Đây là giáp là thanh niên đánh sập của Minaki mà. Aisai level 5, không cộng bên mana, cộng max stun và skill 3 trước. Có thể là cộng 2 điểm skill 3 thôi, quay qua cộng bắt đầu bên mana level 6 thì dĩ nhiên là lấy NV cho mình để mà đi dạo rồi.
Đứng đợi Ayasai ơi, chọc stun ra luôn để mà harass. Cái việc harass bằng stun của Ayasai tương đối là khó chịu, nhưng bây giờ Yuki bắt đầu di chuyển vào, chắc chắn là cancel được cái TP rồi. Mất TP thì Ayasai rất khó mà đào tẩu được, khi mà dính thêm cả con kiến con Weaver. Mạng anh là nằm thôi, mở gai tương đối khó chịu, mà cuối cùng thì Weaver với con kiến con cũng ăn được cái mạng của Ayasai với boss. Trong khi đó lên top này hoàn toàn là outing từ phía của thành viên của Mineki. Họ có cho mình liên tiếp là tới tận 3 mạng của NB đúng không nhỉ? 4 mạng của NB chứ không phải là 3. Và tiếp theo thì BL của Musi cũng đem farm rất xanh, ăn được cái trụ trên top luôn, lách hết thành công trụ. Và bây giờ sẽ là trụ top bút xong và sẽ là tạo áp lực lên cái lane còn lại. Khi mà xong cái trụ top này rồi á, thì rõ ràng là các thành viên của Mineki họ sẽ không cần thiết nhất thiết là phải đứng lại với BL. Thì Musi cũng tương đối xanh và anh lên được cho mình heal trước rồi. Lượng regen là có, vẻ như là Musi anh vẫn muốn lên Fury thì phải. Khi mà lên rinh trước, what the fuck? Ok, lên rinh trước và lượng regen là có, đứng trụ lên là có, hoàn toàn có thể farm xong creep rồi đi vào farm rừng luôn. Và như vậy support sẽ rảnh tay hơn trong việc mà đi lên các fan khác hỗ trợ, có thể là hỗ trợ lên boss chai xa chẳng hạn, hoặc đâu đó là ram ra mid để mà cố gắng boost được cái trụ này, đẩy TB lùi lại một chút. Và TB hiện tại lượng lách hết đang là dẫn đầu, có được cho mình đó là giày gỗ cũng như là Rinaquila rồi. Hướng item tiếp theo của TB sẽ muốn lên cho mình một cái Dragon Land đang đứng đợi chờ từ phía các thành viên của Mineki ở đây. Gót tích hero không có khả năng chạy, con NB này hero hoàn toàn không có khả năng chạy, gõ rất thốn của Musi. Cuối cùng mạng gót tích cũng nằm, chói lại được Yuki ở round rất xa của nó. Mirana bây giờ là round full răng thì rõ ràng là mắc luôn thời gian stun 5 giây, nhẹ nhàng thêm một mạng ở cho Mineki. Mấy ông nào coi kênh á, coi kênh thường xuyên á thì biết đường comment nó hay nói nhảm rồi, kệ bà đó đi, cho lâu lâu cho kênh chat nó sôi động, trả lời chi cho khổ. Còn ông nào mới vào thì đừng có chấp. Ok, mai mốt mình sẽ để cái dòng chữ như vậy nhỏ nhỏ ở đây, đừng nói chuyện với comment. Bây giờ cùng quay trở lại thôi, Ninja Bugi level 5 chắc là sẽ để tiền lên giày mana thôi. Chói lại một lần nữa, Mirana nhảy vào có cho mình đó là killing spree luôn, rất dễ để giết người với cái combo mà Mirana xong rồi Naga. Combo này có vẻ mới mà mình sẽ áp dụng trong trận đấu tối nay của đánh với thằng bạn của mình. Vị trí Weaver thì đang phải Tsukuchi bỏ chạy rồi, biết được cái hướng di chuyển của Weaver nhưng mà rất khó nữa. Thằng bây giờ chói lại rồi, bây giờ sẽ canh ra hay không ra là Tsukuchi nó sẽ né được cái chói rồi, và chói không thành công của Giáp. Trong khi đó thì SK đang đứng ở đây, around thẳng vào mặt của SK luôn, mạng nhẹ nhàng mà người ăn mạng nó lại sai. Trời ơi, thay nhau đi fit, đây gọi là cơm thêm. Đây không còn gọi là bình thường nữa, mà đây gọi là thức ăn thêm và cơm thêm dành cho thành viên của Mineki. Khi mà lần lượt Empire họ di chuyển từng người xuống để mà fit. Set rệt là minh nhân mà, anh set là tên nhân chứ không phải là tên nhật đâu. Xong coi về này thì kiếm chuyện ạ. Có tích trên này đang cố gắng đi về, lần này thì có tích đi về thành công được rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì có tích cũng phải lên cho mình, đó là Razor trống. Lên thêm start thì may ra mới có thể đứng mà teleport được, còn không rất khó. Vị trí của FN tuy là farm xanh nhưng mà liệu là anh gồng được hay không đây. Farm có bao nhiêu creep đi chăng nữa thì với việc là Musi anh được refarm, được ăn mạng và được ăn trụ thì network của anh vẫn đang dẫn hơn so với TB ở cái lane phích này. Và cái lượng bóng của TB thì ở early game rất dễ dàng bị ui around. Có tính toán của Moon nhưng bây giờ Moon anh bị giật xét vào, có cả Weaver ở đây, ba chạc clip là còn lại trên người của Moon. Moon liên tục clip hai chạc nhưng mà đó là chính là kênh ti ra từ phía của NB. Bây giờ tiếp tục dí theo Weaver, có cái lượng giáp trừ rất đau bởi con kiến con rồi. Weaver bắn hai bắn có vẻ như là Moon phải chết ra ngược kìa, nhưng mà đó là chọc tên. Weaver kịp sử dụng cho mình cái tham lát và lùi lại. Ok, gửi về được luôn cả giáp phân thân ra rất tốt để mà né cái gửi về tốt. Và đánh
timing skill cực kỳ chuẩn xác từ phía của Naga đó, mà cancel cái gửi về của Disruptor. Bây giờ đang hóa form lên với lượng đạn của NB, với Weaver và với cái form của TB ở đây, thì rõ ràng là cái thành viên của Empire họ có khả năng ăn được cái trụ dưới boss này. Justin tiếp tục là rao vào Yuki, hoàn toàn không đủ thời gian nữa mà né, đi ra thả cho mình hai sao, chắc chắn là mạng cho Moon thôi, nhẹ nhàng. Combo rất khó chịu từ phía các thành viên của Minitsky. Mình còn nhớ đó là thời mà Mushi, Mushi 2 năm trước thì có một combo, cũng là combo với lại Mirana, lúc đó là Mushi cầm Mirana, không đánh với team nào mình quên rồi. Đó, combo Kunka Mirana, một combo mà mình học theo. Và combo mà cứ ít lại, Kunka ít lại, Kunka đánh sập xong rồi ít lại, xong Mirana around vô cái dấu ít á. Xong rồi vừa cái around vừa tới là nhả cái ít ra, bắt rất là dễ dàng. Thời đó thì các hero hot đó là Ember Spirit. Ember Spirit lên kiếm tông nha, Ember Spirit, Weaver hoặc đâu đó Storm Spirit, rất dễ bị bắt bởi cái combo đó luôn. Minitsky bây giờ tiếp tục là một pha smoke ra của họ. Họ đang di chuyển vào rừng. Weaver đang farm đầy hình vi ra vai sai sai mà có vẻ như hình vi hơi lỗi rồi. Weaver biết được pha ram gun này, nhìn thấy được luôn vị trí Weaver nhưng mà anh núp rất kỹ. Bây giờ Mirana chỉ cần có một pha rao thần thánh thì may ra. Nhìn thấy rồi, bật đốt lên, mở gai lên kìa. Trời ơi, đánh rất cứng bài từ phía các thành viên của Minitsky. Ai sai một pha mở gai chặn đầu Weaver, không cách nào có thể chạy được. Nếu như tỉnh táo hơn trong tình huống vừa rồi mình nghĩ là sao nhờ, tỉnh táo hơn quay đầu qua đây, đừng tông, đừng có Tsukuyi tông vào thì may ra sống được. Mi Vodka thì rất tổn, đã có được cho mình level 6 nhưng mà trụ mít đã sập rồi. Vị trí của Mushi, anh quyết định là lên gì cho mình đây. Như vậy vẫn là một cái Fury của VL. Tuy là Fury bị nớp ở cái bảng 7.08 này, nhưng mà bộ đốc đam thì không còn vào bóng nữa. Nhưng mà cái việc mà VL nó lên Fury vẫn khỏe, khi mà có được lượng đam và lượng regen đủ để VL tham gia combat thì rất là sớm. Bên rồi, nhìn thấy B1K chói lại cancel TP. Cái chói này là cancel một trong những skill cross cancel được TP rất tốt. VVK bây giờ lấy gì mà chạy, gửi Naga về, nhưng mà lại một lần nữa là cái phân bóng. Giáp anh thi đấu rất gọi là sao nhỉ? Giáp mà tự nhiên mình nói có vẻ như là nó hơi sao sao đó. Giáp có một trận đấu khá là hay, liên tục là những pha mà phân bóng ra để mà cancel được cái gửi về, tham minh cực kỳ chuẩn xác. Bây giờ thì ICSI lại tiếp tục hành vi đi dạo phía bên này, đó là Yuki cũng như là vị trí của Weaver đã bị ICSI nhìn thấy có binh vào. Nếu như mà một stun tốt thì Mirana rao vô nữa nè, rao đè. Lần này rao hơi hụt rồi, Moon có một pha rao hơi vội một chút. Rõ ràng là can rao nhích qua một tí nữa thôi thì sẽ là một pha rao full răng và max stun 5 giây. Trong khi đó FN đã có được cho mình ra gần lên bọc lót để mà Mirana lùi về thôi. Naga, Zap, anh quyết định lên cho mình Radiant và sẽ hướng tới là một con co thứ tư dành cho team. Sau khi mà nếu mà Naga lên co thì ICSI sẽ đánh nhường pha một chút, nghĩa là ICSI chỉ cần lên Blink thôi là được. ICSI lên Blink thôi là được, nhưng mà ICSI là quyết định lên Midas nữa chứ. Vậy là sẽ tới có 4 con farm. Mushi anh bị bắt bởi cái Starstorm rồi, rất khó để chạy được, vẫn búng đi giải các kiểu, mít bóng lừa được kìa. Nhưng mà vẫn cái nổ độc đó vẫn là một pha mà có tích anh đánh tỉnh táo, anh không dí theo cái bóng kia, cố gắng mít hai bóng hai đường nhưng mà lượng máu còn lại là không đủ. Moon ở đây thì giết được cái mạng của SN, FN cũng chết, Mushi cũng chết, hai con nằm lại. Thật ra là bên phía của Minitsky cũng họ cũng không quá lỗ, mỗi bên chết một người. Tuy nhiên là Empire với lợi thế là Minitsky đang dẫn trước thì giết được Mushi. Hero đang xanh nhất bản đồ thì lại lời tiền hơn một chút so với các thành viên của Minitsky. Chọc tên phá luôn mình luôn. Tiếp theo
Có vẻ mùa sen hướng tới với mình cái manta ấy, không phải là đi phu. Game này manta cũng ngon, lên đồ đủ để mà sống sau cái combo epicenter của Senkin. Xong rồi cứ đẩy bóng gõ thôi, lượng cố định nó sẽ nhường lại cho Mirana Naga để mà giữ chân đối phương trong combat nhiều hơn so với việc BL lên defu, nhưng mà đẩy vào. Trong khi đó thì Giáp vẫn đang farm, mình theo mình thôi nha, mình lại không đánh giá cao cái việc mà Naga lên co ở game này. Đơn thuần nó sẽ chiếm một cái lượng farm nhất định của BL cũng như là Mirana. Mirana quyết định là lên cho mình gậy xanh, bây giờ cũng đã có chuyện xanh rồi. Tính ra bên phía của Minitki họ tới có 3 hero mà cần farm, và như vậy thì Ayasai bắt buộc là phải thọt. Ayasai chiếm cứ cái lane boss này rồi, coi như là mất một cái lane để mà farm rip rồi. Rừng thì cũng có chỉ có nhiêu đó rip thôi. Mushi anh còn lại phải chia lượng farm của mình cho Moon, cho cả Naga nữa. Naga đi ra đẩy lane, đẩy mất cái lane mid. Ok, vậy là mất thêm một cái lane mid nữa. BL chỉ có farm ở trên top được thôi. Nhưng mà lane top này rip anh còn không farm hết được, và phải nhường lại cả rip rừng cho Mirana để mà lấy đồ khi mà Mirana là hero remix. Nên rõ ràng càng đánh thì bên phía của Minitki họ sẽ phải càng chia lượng farm nhiều. Trong khi đó thì Empire họ đánh tập trung hơn, họ để cho đúng mỗi mình một mình NN farm thôi, hoặc đó là vị trí của Weaver đi đẩy một lane thì dễ dàng hơn một chút, mở gai ra sáng tạo từ phía ai sai sai. Nhưng mà quan trọng là ai cũng không làm gì được. Đi vào khu vực có Senchi rồi, bị chọc tên ra, có cho mình đó là cái Moonlight xa đầu từ phía của Mirana. Nhưng mà quan trọng nhất là sai sai vẫn đứng trong Starstorm và phải nằm lại. Weaver có một pha tham lap tốt và bây giờ anh chạy đi thành công. Trong khi đó các thành viên còn lại của Minitki đang cố gắng truy đuổi theo vị trí của Yuki. Yuki đang lỗi, nhưng mà mình nghĩ là Yuki khả năng cao là sẽ nằm. Pha thả sao cuối cùng cancel được cái blink. Như vậy là mạng đổi mạng thôi, tức là xin đổi lấy cái mạng của Senkin. Cũng không phải là đổi quá lỗi, cái thành viên của Empire họ ăn được cho mình 400 tiền cũng ca kinh nghiệm. Lời hơn một chút về tiền cũng như kinh nghiệm so với Minitki. TB quyết định build BKB sớm luôn, nhìn thấy được Mirana có gậy xanh, lượng điêu đâm phép là có thêm cả đó cho mình, đó là Yakiro. BKB sớm không phải là quá lỗi trong game đấu này. Đi ra thả sao khá là thốn, kéo hơn nửa cái máu của Weaver luôn. Chia farm ra dày người khổ nhất lại sai sai, tự nhiên từ một hàng gặp len trở thành một hàng support. Sai sai bây giờ buộc lòng phải mua ward ra cắm luôn rồi, các bạn thấy không? Chi trời. Bích Naga thì để Naga đánh thuần sụp vẫn ngon, game này Naga đánh thuần sụp vẫn ngon. Ham lên co quá đó lại trở thành một cái bất lợi cho team thôi, dành một cái lượng rip của team. Bây giờ network của Giáp nó vượt mặt của Azazai rồi. Azazai buộc lòng là phải lên Midas thăm bù cái kiểu luôn để mà lấy được lượng item cần thiết cho mình ở trong giai đoạn late game, dù là không được farm. Smoke ra lần này của Minitki là không bắt được ai, đứng ở mid đang là vị trí của Weaver, nhưng mà việc ra Weaver thì tương đối khó. Ra đi vào Weaver nó rất là dễ để né, chỉ có những thằng ngu ngu nó mới đâm đầu và ra cho chết thôi, còn lại hơi khó. Trong khi đó thì ở đây đang có cắm Senchi ra, biết được rồi cái upset này, biết rồi khi mà cái Senchi vừa rồi Naga đẩy bóng vào đã phá được nửa cái máu của upset. Ninja Bugi tại sao lại lẻ loi một mình ở đây, thậm chí là cả Giáp có ru ngủ lại từ phía của Giáp để mà đội hình lùi lại phần bóng vào cản đường, nhưng mà lần này thì đã gửi về được vị trí của Giáp rồi. Ngủ vẫn còn chọc tinh ra, cuối cùng thì Giáp là người nằm lại. Ok, lên co cho đã, xong rồi fit để được gì đâu, đã mua được cho mình cục 3k8. Sắp sửa thì Giáp anh sẽ cầm cho người mình cái Radiant, và có Radiant nữa thì những hero thốn đó là những vị trí mà khá là yếu máu, như là Disruptor hoặc là Weaver, thì hai con này tính ra máu khá là thấp. NB cũng tương tự như vậy, NB được cái trâu hơn khi mà lên trong. Ninja Bugi cũng gục, nhưng mà BL của Mushi mình nghĩ là vẫn có khả năng để gánh vác được cái game này. Anh đang cầm đồ ra cho mình và đó chính là một cái BKB. Ok, Mushi quyết định là lên BKB từ sớm. Có vẻ như là các co bây giờ đang chuộng cái việc mà lên cái BKB sớm, khi mà cái thời gian cao đao của BKB nó được level nào tầm nào thì nó cũng dậy 70 giây. Radiant's top tower is under attack.
PKB làm gì trời, tự nhiên giục PKB ra xong giục lùm lên lại. Ai sai hướng tới Blink cho mình mà sớm thôi thì anh sẽ có được cái Blink trên người. Có thêm Blink nữa thì khả năng có mở combat là có, khả năng mà chui đuổi theo Weaver là có. Khi mà thấy Kuzukuchi có thể cố gắng mở gai lên Blink tại ở đâu đó mà Weaver nó đúc đầu vô thì sẽ bị ăn stun. Và những stun bồi và nút down của Mizuki là đủ để mà kết liễu Weaver luôn. Hai thả sao không đủ chết đã đang để. Bây giờ là smoke ra mất smoke rồi. Tiếp tục là Tsukuchi đi lên của Weaver tìm kiếm phải ai đó trên này, đó chính là Moon. Trong khi đó thì ai sai sai, anh đã Envy rất khéo đi vào khu vực bụi và chả ai thấy anh cả. Cấm Senchi lên các kiểu từ phía các thành viên của Empire là không đủ để mà giết người. Bây giờ thì họ phải lùi lại thôi. Naga đã có Ryan rồi nè. Mình bắt đầu hơi buồn ngủ rồi. Cứ mỗi lần mà bữa trưa mình không buồn ngủ rồi tới tầm này tự nhiên nó đói là buồn ngủ, no rồi không buồn ngủ mà đói là buồn ngủ à. Gothic có Orchid. Trong khi đó thì một lần nữa Aesai lại đi lên khu vực top này. Và cái lên top này dù là Aesai đi dạo rất nhiều nhưng mà chưa thấy có bất cứ một cái động tĩnh nào là cấm Sentry ra từ phía các thành viên của Empire cả. Họ vẫn cho ai sai sai đi và họ vẫn cho BL refarm một khoảng thời gian khá là lớn rồi. Bây giờ thì BL thậm chí là đã cầm ra cả kiếm chéo. Bình thấy có tích mà lại không đủ người. Có rao vào rồi chắc chắn là chết. Combo là nhùng nhuyễn. Mega kill cho Moon. Bây giờ sao đâu mình à Shadow Moonlight được tung ra, Yuki đang bị truy đuổi theo, cố gắng phủi cát đi nhưng mà chắc chắn là anh sẽ chết rồi. Chọc tên đi là không, rồi Yuki vẫn, Yuki chết rồi. Trong khi đó thì TB có một pha quậy chết được Naga, chưa kịp hot. Naga chưa kịp hot thì đã chết. Bây giờ là tham giác ngược lại của Weaver khi một pha truy đuổi vào từ phía của Illusion Gaming BL. Stun tốt, Mibotka bị giữ lại và anh chắc chắn là sẽ nằm. Trong khi đó thì Weaver cũng như là TB đã đi rất xa, FN cũng đã chạy hẳn vào khu vực này và không có Blink. Thì Aesai rất khó để truy đuổi theo được hero đối phương. Điều chỉ vào Androsan, cố gắng đẩy bỏ ra nhưng ính cái round Mirana dồn đam các kiểu mà vẫn không đủ mà giết được Weaver trong tình huống này. Lượng máu của Weaver là tương đối khỏe, anh chủ động lên cầm trước cho mình có upgrade là hợp lý. Để dày strain luôn. Máu tầm này nó khó, Mirana dùng đam được, Aesai bị dính chọc tinh rồi. Mở gai ra TV và gửi về luôn Aesai, thêm cái Orchid của Gothic nữa, Aesai đã phải bỏ mạng của mình lại. Trong khi đó Roshan còn rất ít máu nữa và sớm thôi sẽ nằm lại. Tất cả đều backup cho vị trí của Mushi, anh ăn được con Roshan này rồi, thậm chí Mushi mở BKB lên luôn. Và phòng tránh có một pha nào đó bất ngờ stun ra từ phía của đối phương. Ok, Mushi vẫn đang đứng đây làm gì vậy? Lầm mây dệt rồi. Giờ cái nào lên, không lên Fury. Light Stealer nó còn lên. BL lên, Light Stealer lên. Rồi xong rồi cả TB cũng lên. Nhiều khi mới mốt các bạn sẽ thấy một style mới là Long Rui cũng lên Fury. Clockwork Fury, Naga Fury cũng được nè. Bây giờ thì hướng tới ốc lên co luôn của Zap. Anh đẩy bóng đi tất cả các lane để mà đẩy lên rồi. Giờ Naga farm không khác gì một con co đích thực kìa. DK Fury hơi khó. Cái trò DK Fury, DK nó mạnh ở cái bóng ở cái form của nó, form rồng, bây giờ DK lên Fury. Mở gai ra trước từ phía Aesai, Yuki anh bị giữ lại, tiếp tục là đó là stun ra của Ninja Bugi. Đang cố gắng focus vào, trong khi đó đánh hơi lỗi rồi, bị dính Static Storm, dính lại đây mở VKB lên của Mirana, ru ngủ lại của Naga. Ngủ ở phía này, đó chính là vị trí của Weaver. Weaver bị dính ở rau ngược và bây giờ anh cũng chết. Trong khi đó thì Mibotka lại bị bóng của BL truy đuổi vào. Tuy nhiên thì Mushi anh bị giữ lại khá là xa, cố gắng gõ được hay không đây. Nhưng mà không đủ đam để mà sao búng ngược lên đây được hay vậy.
Ok, bây giờ bằng một phép thần thánh nào đó anh búng ngược được lên đồi. À, đã mua được Blink cho mình rồi, cho nên là có búng lên đâu thì cũng vậy thôi. Búng xuống được, Blink xuống được. TB vẫn đang farm. Vai trò của anh trong game đấu này tương đối quan trọng, nhưng mà impact anh thể hiện ra thì chưa chưa phải là nhiều lắm. Master. Ok, Mirana cũng đã có BKB, BL cũng có BKB. Bây giờ thì Naga tương đối là khỏe. Anh đang farm một mình một lane, chả ai đụng chạm với tới anh cả, farm cả khúc nửa rừng này của đối phương và rừng bên mình luôn. Tiếp tục là Shadow Moonlight được tung ra, phía bên này chọc tên được Yuki dồn. Rồi dồn đến Sable như vậy thì Yuki lấy cái gì mà sống được. Nhưng mà đâu đó Diet Kier đã chết. Và cái Diet Kier này hình như là không cầm đồ, tại vì khi chết mình cũng không để ý. Tình được kìa, dồn rao vào, rao được luôn kìa. Dồn đam thôi còn đợi gì nữa, bật BKB lên. Liệu là Empire FE nó có tỉnh được hay không? Và anh không tỉnh được trong tình huống vừa rồi, không đủ để mà đổi máu. Tỉnh được hình như là tỉnh được xíu 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 vừa rồi kịp. Mở mắt ra là sau đó là chết, không đổi máu được. Bây giờ bút vào hai round thôi, lợi thế là có Aegis vẫn đang còn trên người của Mushi. Weaver không phải là một hero đáp quá khỏe ở giai đoạn này, và có vẻ như là sẽ là một lane dễ dàng dành cho phía thành viên của Mirai hay không. Đây cái combo mà round vào chung lại với các stun khác có vẻ như đang gây sự khó chịu nhất định, thậm chí là không cần tới giáp luôn, các thành viên của Mirai họ vẫn giành chiến thắng được. Chiến thắng này không dành cho Naga, Naga lên cái gì cũng vậy thôi. Trời ơi, xong lại tiếp tục là tên ra rao bồi, và bây giờ tiếp tục đó là Yuki không tỉnh lại được luôn. Vị trí của Aisai lại một lần nữa bị bắt, anh có lóc cho mình tự lóc bản thân mình lên để mà phòng tránh đối phương focus. Có hóa form lên rồi, Naga ngủ lại, bây giờ chỉ có một mình TB đứng quậy, các thành viên còn lại đang bị dính cái ngủ, chả làm gì được cả. Và TB về thành công từ phía các thành viên của Mineki, họ ăn được một lane, họ TB về, à không, chưa ăn được, sorry các bạn, vẫn còn cái nhà Mili Barak ở đây thì là không ăn được lane và TP về. Nhưng mà lợi thế của họ vẫn có rất nhiều, 29 phút 30 phút và 16k network rồi. BL Cookie xanh dẫn hơn 7k so với vị trí của TP. Và TP bây giờ lấy cái gì để mà cản cái Phantom Lancer này bay vào đây. À, không không tỉnh được luôn á, cứ mỗi lần mà có stun ngay lập tức là Mirana sẽ lựa góc để mà stun bồi khá là tốt. Bây giờ Mirana thậm chí có được Blink để mà lựa góc nữa rồi. Phía bên này Weaver cũng như là vị trí của SK đang cố gắng làm một điều thần kỳ gì đó, nhưng mà lần này thì tiếp tục là rao bồi nè, không tỉnh kịp luôn mà mình đã nói rồi. Xong Blink vô dụng đã làm sao mà vị trí Weaver có thể sống được. Bật BKB ngược lại từ phía của Mirana, bây giờ đó là anh đang muốn focus vào vị trí của SK, và SK cũng đã lên 7 điểm số. Phía bên này Gotit anh đã cũng đã có được BKB cho mình, nhưng mà bây giờ hết BKB bắt buộc là phải sử dụng cho mình cái TP, cố gắng đổi máu, nhưng mà đổi máu cho Gotit sao còn ở đây vậy. Ok, Gotit cũng chết và lên mid sẽ bị bút vào thôi. Bóng của TB tạo ra đánh nhau với bóng BL, xong rồi BL lại phân ra một đống bóng nữa. Round lần này không trúng rồi, phải có người setup trước thì có round của Moon nó mới thể hiện được cái sự lợi hại của nó. Giờ thì hết around, nhưng mà có Blink vào mở BKB ra từ phía của FN. FN vẫn đang cố gắng gồng gánh cái game này, nhưng mà liệu là gồng được hay không đây, khi là đã là hai lane mega rồi, toàn hai cổng. Ngủ lại của Naga, setup combat các kiểu, SK đã né được cái việc ngủ lại, tắt ngủ xong, Mivotk dính cái round vào đầu. Mivotk đang làm cái gì đó, Mivotk đã chết, có Epic Center được tung ra, nhưng mà Yuki cái lượng đam của Epic Center là gần như là đi vào không khí cả. Anh không làm được gì, bây giờ là BL của Mushi vẫn tiếp tục truy đuổi, Yuki đã nằm. Tiếp theo là vị trí của Weaver, anh phải Tsukuji bỏ chạy, và còn ai để mà đép được hay không đây. TB vẫn còn cái mình farm,
nhưng mà hóa form lên anh cũng không đủ đam để mà giết người. Muxi di chuyển lên top và rốt cuộc sẽ là Mega Rip thôi. Sớm thôi sẽ là Mega Rip dành cho thành viên của Minitsky. Trói lại, Mirana đâu? Rao cái nhẹ coi. Có, trời ơi, Rao trúng luôn kìa, xuyên qua cái bóng và Rao chuẩn xác. Như vậy là cuối cùng thì vị trí của FN cũng nằm. Gót tích bật BKB nhưng mà bị body block bởi Naga. BL vẫn đẩy vào để quẩy. BL có chụp cây là ok, BL không quẩy được trong tình huống này. Thậm chí là phải đứng TP luôn. CC đã được call. Nhẹ nhàng game 1 dành cho Minitsky.